cả nhà hơi nhiều phải không em? Đang hỏi là chút cái này bên người nhà thấy ủng hộ không? Không, một người nhà một phần nhưng mà tiếng hát cũng rất là hay. Cho nên nhờ vào cái tiếng hát đó và nhờ vào sự cổ vũ của tất cả các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay mà hình như là phần 2 em hát hay hơn phải không? Và chúng mình một tràng phát tay nữa cho anh Minh Ngọc. Ừ, anh nói đến hát hay thì anh phải nói thương với quý vị một điều. Cảm ơn quý vị thấy đây là một khuôn mặt rất là quen thuộc ở thành phố Sacramento của chúng ta. Mà quý vị cũng biết một cái điều mà anh lúc nào cũng ủng hộ em á, là trong những cái chương trình mà nói về cộng đồng thì lúc nào mặc dù là công việc bận rộn, lúc nào em cũng sẵn sàng để đóng góp cái công sức của mình trong cái những cái việc của cộng đồng. Vì vậy xin tất cả quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Cẩm Vân. Quý vị ơi, tối hôm nay ngoài cái chương trình thi karaoke ra rồi, chúng ta sẽ có một cái chương trình dạ vũ rất là vui. Vì vậy cho nên xin tất cả vì hà ở lại để chung vui với buổi tối đêm nay. Quý vị ready để cho buổi tối đêm nay được thật vui không? Yeah. Come on, Sacramento, I know you can do better than that. That's right. Are you ready for Sacramento? The party is starting. Và theo anh Mẫn à, đi giờ nói thiệt anh nha, có lần nào đi thi qua chưa vậy? Anh đó hả? Nếu mà em hỏi đi thi thì phải nói là đi thi về cái vấn đề gì? Tại vì đó, trong cái cuộc sống của mình mỗi ngày nó đi qua là một cái dự thi của mình đó em. Vậy thì anh có thể cho một cái thí dụ nào đi? Anh đã từng thi qua một cái chương trình gì không? Để mà mình lấy cái kinh nghiệm của anh để mà cho mấy em thí sinh ở dưới lấy kinh nghiệm. Thật ra thì anh cũng rất muốn đi thi, nhưng mà anh không biết thi về cái bộ môn nào. Tại vì tất cả mọi bộ môn đều bị dở. Vậy biết hát không? Hát thì anh biết hát chút chứ không phải là không biết. Khi mình mai cầm microphone để mà mình giới thiệu một cái chương trình karaoke thì chắc chắn mình biết hát được chút xíu chứ không phải là không. Có cho em hát được chứ. Nhưng mà có bao giờ thi quá chưa? Không dở cho thấy. Có nghĩa là sợ bị rớt phải không? Rớt thì anh không có sợ, nhưng anh chỉ sợ bị cà chua thôi. Tối hôm nay em có cà chua nào trọi lên đây nếu mà khi mà em biết rồi, khi mà mình ra một cái cuộc thi rồi á thì lúc nào mà có cà thắng được thua mình phải chuẩn bị tinh thần trước đúng không? Nhưng mà bất ngờ là những cái cái cà chua và trứng thúi cái đó là bất ngờ nhất. Không, nhưng mà theo con biết cái lời khuyên của anh cũng hay là không cần biết mình đậu hay là không, chỉ cần mình có mặt đêm hôm nay mình đứng lên mình hát cho mọi người thân của mình nghe và những bạn bè cùng những người tại có mặt tại Sacramento này là đó là một cái hân hạnh rồi phải không anh? Đúng. Thì bây giờ mình giới thiệu chương trình tiếp đi em. Ok. Và sau đây Cẩm Vân xin được giới thiệu tới em thí sinh kế tiếp, đó là Trương Phước Quỳnh Giao qua nhạc phẩm Quay Lại Từ Đầu. Xin mời em. Một tay thật lớn. Cho em Quỳnh Giao. Đến bên em, đến với em.
chút nha.